Đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm khi cụ ông ngồi trước đầu một ô tô con đang dừng đổ. Khi chiếc xe chuyển bánh, cụ bị cuốn vào gầm mà không kịp phản ứng. Tài xế dội xuống xe tìm cách cứu người nhưng loay hoay mãi. Người xem hồi hộp dõi cách họ đưa chiếc xe ra nhưng vẫn không rõ tình trạng nạn nhân sau đó ra sao. Cụ ông ngồi xổm trước mũi ô tô gặp biến, xem cảnh cuối giải cứu còn hồi hộp hơn. Nhiều người cho rằng sự thiếu quan sát của tài xế ô tô là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn. Trong khi đó, dù xót thay cho cụ ông, song nhiều ý kiến cho rằng có lẽ cụ đã ngồi đúng điểm mù của lái xe. Trước khi lên xe là phải ra ngoài ngó trước ngó sau rồi muốn làm gì thì làm. Cả một mạng người chứ bị đe dọa bằng một hành động bất cẩn không đáng có, thành viên Vĩnh Tường bình luận. Thật ra vị trí của lái xe khá khó quan sát. Xe đậu cao hơn mặt đường chỗ ông cụ ngồi. Ngay trước lúc xe chạy thì ông hơi cúi đầu xuống, càng khó thấy hơn. Chẳng ai muốn gây tai nạn như thế, nhưng phải nói là tài xế phản xạ kém, hút vào nạn nhân mà còn đẩy đi một đoạn, sau đó chồm lên người rồi mới phanh lại, một dân mạng phân tích. Tình huống trên cũng là bài học cho các tài xế trước khi vào xe, nhấn ga.